chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng khởi đầu ngày mới với những thông tin thời tiết trên cả nước. Thưa quý vị, sự tồn tại của cơn bão số 2 trên khu vực phía Bắc của Biển Đông với tác dụng hút gió đã thúc đẩy trường gió Tây Nam phát triển. Trong khi đó thì ở phía Tây là áp thấp nóng đang mở rộng. Do đó các tỉnh Bắc Bộ sẽ tiếp tục đón nắng nhiều vào buổi trưa chiều nay. Trời khá oi nóng bởi gió Tây Nam chỉ mang đến hơi nóng chứ không làm dịu mát bầu không khí. Tuy nhiên, trên ảnh mây vệ tinh, vùng mây của tâm bão số 2 đang tiến gần về phía đảo Hải Nam của Trung Quốc và vùng mây của nó đang mở rộng, chớm đến cả các tỉnh Bắc Bộ. Và với hướng di chuyển là Tây Bắc và Tây Tây Bắc thì nhiều khả năng hoàn lưu của nó sẽ ảnh hưởng tới Bắc Bộ trong 1 đến 2 ngày tới. Trong ngày hôm nay, vào các khoảng thời gian chiều tối, đêm và sáng sớm thì những cơn mưa rào có thể kéo đến, chủ yếu là ở các tỉnh vùng núi Tây Bắc, Việt Bắc và một số tỉnh ở đồng bằng Trung Du Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Những cơn mưa trong giai đoạn này diễn ra khá nhanh và lượng không nhiều nên chưa đủ để kéo nền nhiệt hạ thấp. Nhiệt độ trưa nay tại hầu khắp các tỉnh thành đều dao động quanh ngưỡng 33 cho đến 35 độ. Một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và cả vùng Trung Du, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 36 độ. Buổi tối trời vẫn còn tương đối oi bức khi nhiệt độ nhiều nơi vẫn đạt từ 26 đến 28 độ. Về đến nửa đêm về sáng, hơi nóng bốc lên từ mặt đất mới dịu đi và một vài cơn mưa có thể xuất hiện, làm bầu không khí mát mẻ hơn một chút. Tuy nhiên, người dân miền Bắc vẫn cần đề phòng mưa sẽ tăng lên trong ngày mai, nhiều nơi có nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Đến với Bắc Trung Bộ, cũng do hoàn lưu của bão mở rộng mà chiều tối nay, tại khu vực này có thể xuất hiện mưa rào rải rác, tuy lượng không nhiều nhưng cũng phần nào giảm bớt cái oi nóng vào ban ngày. Nắng nóng vì thế có dấu hiệu suy giảm, ban ngày có lúc trời nhiều mây hơn, nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ đạt ngưỡng 32 cho đến 34 độ. Cơn bão số 2 trên Biển Đông đã làm cho gió mùa Tây Nam mạnh lên, do vậy mà trong những ngày tới, mưa vẫn tiếp tục diễn ra và trải đều cho toàn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Lượng mưa nhiều được dự báo tập trung nhiều vào chiều tối, đêm đến sáng sớm, nơi xuất hiện lượng mưa khá ở Nam Tây Nguyên là Đắk Nông, Lâm Đồng, còn Nam Bộ là Tây Ninh, Đồng Nai, Bạc Liêu hay là Cà Mau. Còn ban ngày trời chỉ có nắng yếu gián đoạn, nhiệt độ vì thế giảm xuống khá thấp. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 31 độ, còn ở Nam Bộ không quá 34 độ. Như vậy là với tình hình mưa liên tục trong những ngày tới, thì bà con nông dân nên tranh thủ lúc trời ngớt mưa vào ban ngày để thu hoạch lúa hè thu, tránh tình trạng ngập úng và giảm năng suất lúa. Với bà con ngư dân, đây không phải là thời điểm an toàn để ra khơi, tàu thuyền cần tìm nơi neo đậu và trú tránh bão an toàn. Trên biển, quần đảo Hoàng Sa chịu ảnh hưởng của cơn bão số 2 cho nên trời có mưa bão, tầm nhìn xa là từ 4 cho đến 10 km, lượt giảm xuống từ 2 cho đến 4 km trong mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh. Trong khi đó, thì trường gió Tây Nam trung bình cho đến mạnh vẫn duy trì trên khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa. Tại đây sẽ có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Thưa quý vị, để nhận thông tin thời tiết các tỉnh thành trên cả nước, quý vị hãy nhắn tin theo cú pháp DKSTT số cách tên tỉnh gửi 8030 dành cho Tây Bao Viettel. Các mạng khác soạn tin DKSTT số cách mã vùng gửi 8930 miễn phí đăng ký. Khép lại bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết cho các tỉnh thành trong ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Thank you.